mừng các bạn đã đến với huyện Lộc Bình. Hôm nay thì là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái chỉnh máy thăng bằng, máy laser ấy. Thì là đúng và chính xác. Nhiều người cũng dùng rồi nhưng mà không biết chỉnh thì nên không chính xác được. Xong rồi lại đổ tội cho là cái máy thăng bằng rằng là không loại không tốt ấy. Nhưng thực tế không phải thế đâu. Cái máy nào thì nó cũng thế, chẳng qua là độ ánh sáng nó sáng hơn và sáng đậm hơn và sáng nhạt hơn thôi. Còn đây, sau đây thì mình sẽ bắt đầu là chỉnh, hướng dẫn các bạn chỉnh nhá. Trước tiên thì các bạn phải đây, mỗi lần là các bạn là cất hoặc là lắp thì các bạn phải vặn cái chốt này vào. Đây, có cái khóa dưới chân này nhá. Thì là nó mới thẳng được. Nó mới chắc được ấy. Đây phải vặn sang cho nó chật đi. Con vào trong nhà xem con ơi. Sau đó trước khi ấy thì các bạn phải lắp máy vào trước đã. Đây nhớ lúc vặn cái máy này các bạn cũng phải vặn kịch hết gen đi nhá. Vặn thật chắc, thật chặt vào, không thì đánh thăng bằng thì nó sẽ lỏng, nó sẽ không chuẩn được. Xong sau đó khi đã ấy xong rồi thì các bạn bắt đầu bật máy lên. Đây như đây là tiếng kêu tít tít đây các bạn ơi. Đây là chưa bằng. Chỉnh khi nào nó không kêu thì là mới bằng. Đấy các bạn ơi, nhìn là đã như thế này là tương đối bằng rồi nhá. Nhưng mà chưa như thế này chưa được đâu. Như thế này là vẫn, nếu mà đánh sang góc khác thì là vẫn chưa được chuẩn lắm. Bởi vì là cái nốt laser này ở dưới đáy đây này nó chưa được nhọn lắm. Đây đây đây, về đây, quay về đây. Nghiêng xuống thì bấm cái này xuống. Xuống đến cái nốt đỏ đỏ rồi. Thấy đó. Lùi về gần tí. Đấy, như cái nốt laser này chưa được đỏ, chưa được tròn đấy nhá. Đây cái nốt bên dưới này này. Cái nốt bên dưới này là chưa tròn lắm nên là mình quay máy sang bên khác thì nó lại không được tròn ấy. Đấy, đây là cũng không kêu rồi. Nhưng để được chỉnh chính xác 100% ấy thì các bạn là phải chỉnh cái nốt bên dưới này này. Thì tròn xoe đi, nó không bị to ấy, nó là không bị méo góc ấy. Đấy, cứ chỉnh méo cái nốt tròn này mà còn méo ấy thì là chưa phải là chính xác 100% đâu. Mặc dù nó quay, máy quay không kêu rồi. Đây máy đã quay như thế này là. Đây máy quay như thế này là không kêu rồi nhá các bạn ơi. Đấy. Đây thì là không kêu rồi. Nhưng là động nhẹ thì là nó vẫn quay kêu đấy. Đấy. Nó không kêu nhấp nháy thôi. Đấy, nhưng là nó chưa được 100% đâu. Bởi vì là cái đây này. Đây cái nốt dưới này là chưa được tròn xoe. Đấy, xoay sang bên kia nó bị lệch đi một chút nhá. Các bạn để ý nhá. Để ý cái màu này nhá. Để ý cái màu đỏ đỏ đây này. Thì là nó chưa được tròn xoe. Khi nào tròn mà nhỏ ấy thì mới là chuẩn. Còn đây là nốt này còn hơi to nên là chưa được 100%. Đấy, quay sang góc khác nó lại khác ngay. Đây là chắc là máy quay mình hơi kém nên là mình cũng cầm về điện thoại về xem rồi. Nhưng mà nhìn thấy hơi mờ mờ, các bạn chắc là nhìn thấy hơi mờ một chút. Nhưng các bạn cứ làm theo mình thì chắc sẽ được thẳng. Đấy, đây, đây, đây. Quay nốt này là to hơn rồi nhá các bạn. Đấy, nốt này là to hơn rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu chỉnh lại cho nó cái nốt laser ấy, dọi ở đây cho nó đỏ tròn đó nhá. Giờ mình đưa máy cho vợ mình hộ quay đã. Bởi vì mình vừa ấy, vợ mình cũng không biết quay mấy nên là mình phải, đoạn này thì mình phải quay cho các bạn xem ấy. Đây được. Đây cầm. Đây nhá các bạn này.
Các bạn ơi, đấy nhá, mình bắt đầu là chỉnh lại cái chân này nhá, cho nó tròn, cho nó chắc nhá, chuẩn nhá. Con dịch ra đi con. Vậy là bây giờ là đã được nốt rọi laser ở bên dưới chân ấy thì là đã được tròn và bé rồi. Giờ mình sẽ lấy quay vào gần cho các bạn xem nhá. Bây giờ mình sẽ lấy vào gần cho các bạn xem đây. Ôi nhưng vẫn ấy, máy quay nó vẫn không thấy nét mấy nhỉ. Đây là đấy, như đây là mình chỉnh đã được nhỏ hơn rồi đấy, đây này. Cái nốt đã nhỏ và tròn hơn. Đấy, bạn khi nào các bạn chỉnh được cái nốt nốt laser này, nốt cái nốt màu đỏ đỏ này thì là được nhỏ bé bé thôi. Nó chỉ rơi vào tầm cái que tăm nhọn ấy. Que tăm xỉa răng của mình, que tăm nhọn kia thì là tròn xoe đi, nó quay các bế ấy. Quay các vòng tròn đi. Quay vòng tròn máy hết hết máy thì vẫn được chỉ một nốt tròn xoe. Thì là mới là chính xác 100%. Còn nhiều bạn không biết thì là cứ chỉnh, cứ bảo chỉnh nhưng mà tại sao đo là ở phòng bên này với phòng bên kia cùng một mốc mà tại sao lại bị lệch. Đấy, đấy là chính là cái nguyên nhân là của cái máy laser đấy. Đấy, như đây bạn quay vòng tròn đi, đấy. Quay vòng tròn hết, đấy, vòng tròn đủ vòng tròn. Đây mình quay đây nhá, đủ vòng tròn đấy nhá, thì là nó vẫn là nốt bé tí đây, các vòng luôn đủ vòng tròn đều nốt bé như thế này. Còn nếu như là quay chúng cái nốt bên dưới này to hơn ấy, một quay sang hướng khác nó lại bị to thêm một chút thì là cái máy thăng bằng của bạn đã không chuẩn rồi. Đây mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhá, thì đây mình sẽ chỉnh cho một chút là nó bị lệch đi một chút, xong rồi quay cho các bạn xem lại cái nốt laser bên dưới này nhá. Đấy đây nhá. Đây nhá các bạn ơi. Bây giờ là nhìn nhá, các bạn nhìn là vẫn một có một nốt tròn nhá. Nhưng mình quay máy đi thì nó sẽ là có một nốt là nó to hơn ấy. Mình vừa chỉnh lại cái máy nó cũng vẫn không kêu rồi. Máy đã không báo tít tít rồi. Nhưng là chỉnh cái này thì vẫn chưa được chuẩn lắm đâu. Đấy. Đấy mình sẽ quay máy dần nhá. Để các bạn để ý nha, mình quay thì là nó sẽ là bị to ra đây, cái nốt này này. Bị to và méo góc đi, nó không được tròn nữa. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu quay cho các bạn xem nhá. À không phải ấy, nó còn có hai nốt cơ. Nó bị lệch lệch đi, còn có hai nốt đây này. Đấy mình sẽ quay đấy, đây là máy mình đang đóng trên máy nên là cái nốt laser màu đỏ ở dưới nó không thể im được. Đấy, mình đang động trên thân máy nó mà nó chưa rung ấy. Đấy sẽ là có nốt đỏ đấy, đấy mình để im này. Đấy có hai nốt đỏ nhá, khi vặn về một vòng nó vẫn có một nốt nhưng mà nó không được thăng bằng chuẩn 100%. Đây mình xoay lại đã được một nốt rồi. Đây này. Đấy mình sẽ quay quay trên này cho các bạn xem nhá. Đây này. Ôi sao mờ thế nhỉ? À, chưa lấy nét. Chết rồi. Đây giờ mình sẽ quay đây cho các bạn xem nhá.
Đây giờ mình sẽ quay đây nhá. Đấy, mình quay đây này, đây là vẫn ở dưới đáy là vẫn nốt tròn nhá. Đây tay mình quay máy đây. Đấy, vẫn bằng nhá. Mà bây giờ đã có hiện tượng là có hai nốt đấy nhá, các bạn chắc là cũng nhìn thấy nhỉ. Đây có hai nốt, một nốt to, một nốt bé đấy. Các bạn để ý ký xem giúp mình nhá. Đấy. Đấy, cũng quay như thế mà nó cũng không 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 bị kêu cái gì hết. Đây là nhiều người không biết chỉnh thì là chính là cái lý do này ấy, gây đến là cái đoạn đánh thăng bằng bị lệch. Cho nên một số người mua máy thì bảo là tại máy, nhưng máy này mình dùng đã lâu rồi đây này. Bận hết rồi mà có thấy việc gì đâu, cũng vẫn chuẩn. Vẫn dùng theo đánh thăng bằng như kiểu đánh dây nước kia, so với cái này thì là vẫn chuẩn mà. Đấy. Vẫn ăn nhau. Đấy. Đấy, video của mình thì là mình cũng hướng dẫn các bạn đến đây thôi. Thì là bây giờ mình sẽ là tạm thời là kết thúc video ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhá. Các bạn đã xem video rồi thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhá.